Hai anh em chồng em đã quay trở lại kênh kakem.com. Thì trong video trước ấy, mình có mở hai cái hộp quà của dâu quay thì anh em đều biết rồi. Cái kết là buồn, đó là hai cái hộp này mỗi hộp là 20.000 nhá. Thì mình đều nhận được sản phẩm, đó là hai cộng cáp, một cộng là microSD và một cộng là lightning. Đấy. Thì cái hộp quà bí ẩn của dâu quay săn hôm 9/9 anh em đều biết rồi. Hôm đấy mình cũng livestream cùng anh em săn hàng. Thì mùng 9/9 thì săn được rất là nhiều hàng ngon, nhưng mà riêng cái này thì không ngon, mình thấy không ngon tí nào. Hôm nay mình nhận được tiếp 4 cái hộp quà đây. Đây tất cả là 4 hộp quà của dâu quay. Anh em biết gói hộp nhỏ như này thì biết là trong có gì rồi, nhưng mà mình có thể từ chối không nhận hàng, nhưng mà mình vẫn nhận hàng về review cho anh em xem. Đấy, nhờ anh em sẽ bảo mình tham thì thâm, nhưng mà mình chắc chắn là bên trong này sẽ, mình nghĩ là 96,69% sẽ có 4 cái cáp sạc tiếp đó. Nhưng mà đấy, còn ship đến thì có thể không nhận hàng được, hoặc là chúng ta hủy đơn hàng từ trước đấy. Nhưng mà thôi thì cứ mang về review cho anh em xem, tiện thể test luôn độ bền của cái dây này. Ok, đây là cái đơn hàng mình đặt này đó, hôm nay hàng về đây, tổng 4 hộp nhá, 4 này hộp này, tổng 47.000. Cái này 9.000 giảm mùng 9/9 trên Lazada này, bình thường shop đang bán cái hộp quà bí ẩn này giá là 399.000. Đó, 4 cái nhá, 47.000. Ok, mọi người cứ bảo mình tham thì thâm đi. Mình nhìn hộp này mình cũng biết là trong chắc là toàn cáp sạc thôi. Hôm nay dùng kéo để mở này, tiện thể test luôn. À, có đồ khác anh em ạ. Đó, đây, hai cái cáp sạc. Đó, cũng một cái micro, một cái lightning. Rồi, như vậy là mình có tổng cộng 4 cái nha anh em, mắc dầu luôn. 4 cái rồi, 4 cái cáp sạc. Như vậy là trong hộp này có 2 cáp sạc và 2 cái túi này. Đấy. Nếu mà không sale không sale 9.000, bán giá 399.000 thì như này. Cái này là cái gì nhỉ? Cái này như kiểu cái túi túi để giữ ấm ấy. Ôi mình chả biết túi gì đâu. Rồi, đang đây hai cái cáp sạc mới nhá. Đấy. Đấy, như vậy mình nhận 4 cái và mình cứ tưởng 4 cái cáp sạc. Thực ra 4 cái cáp sạc. Không biết là còn nhận 4 cái cáp sạc này vui hơn hay là nhận hai cáp sạc với cả hai túi này vui hơn nhỉ. Rồi. Ok đây, cáp sạc đây anh em. Đây. Một cáp là cổng lightning cho iPhone này. Một cáp là luôn. Một cáp là cổng lightning, một cáp là cổng micro đây. Rồi. Đây. Bây giờ mình thử độ bền của cái cáp này nha anh em. Xem nó có chắc chắn không. Đây. Như này nhá. Đó. Đây anh em, ở đây có hai đầu này, một đầu micro, một đầu lightning. Rồi cắt thử xem nó có đứt nhá, mình cắt một phát hai cái luôn. Đấy. Rồi đứt, đứt rồi anh em. Đây. Đấy. Chung thì cái này thì phải dù mới khó đứt thôi, chứ còn cái dây bọc nhựa này thì cắt phát là đứt rồi. Rồi, đấy thì mình thử độ bền thôi. Đó, đấy là hộp quà bí ẩn của shop Zoway trên Lazada. Thì đợt tới mùng 10/10, 11/11, 12/12 trên Lazada sẽ có tiếp tục siêu khủng này. Anh em sẽ cùng mình săn hàng giá rẻ tiếp nhá. Rồi, video này mình mở hộp ngắn thôi. Bye bye anh em. Chúc anh em xem video vui vẻ. Bye bye. Đăng ký kênh, ấn vào chuông để nhận thông báo khi có video mới.